Xin giới thiệu với các bạn, đây là bé rái cá sông Nam Mỹ. Lớn lên lông bé sẽ có màu nâu bò rất là đẹp và lông của bé ú ú xù xù ra rất là dễ thương. Ở Việt Nam mà người cá Tiôn vẫn có thể mua được rái cá sông Nam Mỹ thì các bạn thấy đó, có tiền mua gì cũng được đúng không? Chính vì điều đó mà động vật hoang dã ở Việt Nam mới lâm vào tình cảnh nguy khốn dẫn đến tuyệt chủng. Quay lại vấn đề chính là người cá đang muốn nhấn mạnh về tai nạn buôn bán rái cá sang Trung Quốc ở Việt Nam vẫn đang tiếp diễn ở mức độ kinh khủng. Hôm qua có một người ở biên giới Móng Cái gọi cho Tiôn lúc nửa đêm hỏi Tiôn có mua lại 8 chú rái cá con đang sắp vận chuyển ra biên giới bán cho Trung Quốc không. Tiôn nói sáng mai trả lời, thì bận bịu công việc quá, đến khi nhớ ra thì 8 chú rái cá ấy đã bị đem bán rồi các bạn ạ. Người Trung Quốc qua đây mua không chỉ là rái cá, họ mua hết tất cả động vật hoang dã quý hiếm của Việt Nam một cách triệt để. Họ nhận ra một điều rất quan trọng mà người Việt Nam mình chưa nhận ra, đó là một quốc gia giàu mạnh là phải có một môi trường trong sạch và động thực vật phong phú thì sẽ đón nhận được tình yêu thương của thế giới. Nên họ quyết tâm mua triệt để thú ở Việt Nam của mình, trong khi nhà nước cấm người dân mua bán thú quý hiếm, còn để cho dân buôn lậu bán cho Trung Quốc liên tục mỗi ngày, công an cũng không làm gì được. Tại buôn lậu ở biên giới đều có trang bị vũ trang rất khủng khiếp các bạn ạ. Ai cũng nghĩ những con vật nhỏ bé này không đáng để bận tâm, nhưng nó mới chính là thứ quý giá nhất trên hành tinh này đó. Nó góp phần làm đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái. Vì Trung Quốc quá ô nhiễm môi trường rồi, nên bây giờ con gì cũng muốn đem qua Trung Quốc để làm cho cân bằng môi trường này. Nên họ cần rái cá dữ lắm. Qua đây thu mua tới 800 đô một con lận. Ai mà không muốn bán cho người Trung Quốc chứ. Người dân của mình quá nghèo mà. Bên Trung Quốc thì họ giàu, bởi vì họ đã đánh đổi tài nguyên thiên nhiên của mình ra tiền bạc rồi. Nên họ chỉ có tiền thôi, chứ đất nước họ đã bị hủy hoại hoàn toàn, không có gì quý giá nữa hết.